Còn như cái phép toán như này nhá, là bình thường nó có ngoặc thì con phải làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, con nhớ chưa? Bây giờ bài này cũng tương tự như thế, con làm lại cho mẹ xem nhé. Đúng rồi, siêu quá. Con gái bố hôm nay lại bắt mẹ Trang dạy học à hả? Môn càng lớn càng thông minh anh ạ. Những cái bài khó như này em nói sơ qua là con đã hiểu rồi, đúng không ạ? À, con gái mẹ. Bố ơi, ở lớp cô giáo cũng khen con học giỏi, còn tiếp thu anh nhớ bố ạ. Giỏi thế mới là con gái bố chứ. Này, con cứ học giỏi đi, cuối năm bố sẽ đưa con đi du lịch, con chịu không? Yeah, thích quá. Bố ơi, con đi cùng mẹ được không bố? Được, được chứ. Anh đang đi ra ngoài à? Ừ, thằng Thắng nó gọi anh, không từ chối được em ạ. Thế anh đi sớm về sớm nhá, về muộn là em lo lắm đấy. Thế con gái bố ở nhà học giỏi nhá. Vâng. Bố đi một lát xong bố về, được chưa? Yêu bố cái nào. Chào bố đi con. Bố đi Chào nhá. bố. Yêu con, anh đi đây. Dạ, anh đi nhá. Nào, ra làm tiếp nào. Qua đây làm gì? Anh hỏi buồn cười nhở. Đương nhiên là đến thăm con rồi. Con có ở nhà không? Con đang học bài, với Trang. Cô ở nhanh rồi về đi. Mình có tiêm nhiễm ở đầu con bé mấy cái vớ vẩn. Ai đến đấy hả anh? Là tôi. À, mẹ. Chị đến chơi ạ. Con gái, ở nhà có nhớ mẹ không? Có ạ, mà sao tuần trước mẹ không đến thăm con? Mẹ xin lỗi nhá. Tuần trước mẹ phải đi công tác, nhưng mà hôm nay mẹ về cái là đến thăm Mun luôn đấy. Là còn mua quà cho Mun nữa. Nhiều ơi là nhiều đây này. Wow, bố bé xinh quá mẹ ơi. Đây, lại còn cả bánh kẹo nữa nhá. Toàn những món con thích thôi đấy. Có thích không? Có. Thế là sao mẹ lại mua tiếp nhá. Vâng ạ. Chị uống nước ạ. Từ lần sau chị đến chơi, chị không phải mua bánh kẹo đâu. Trẻ con ăn nhiều bánh kẹo không tốt. Cô đang dạy tôi cách làm mẹ đấy à? Cô đã có con chưa? Cô nên nhớ, tôi mới là mẹ của Moon. Cô chỉ cần nuôi con tôi cho tốt. Còn những việc khác, cô không cần can thiệp đâu. Thế chị cũng biết là em đang nuôi Moon cơ mà. Thế nên em có ý kiến cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Tùy cô. Nhưng mà lâu rồi mẹ con tôi mới được gặp nhau. Phiền cô đi ra chỗ khác cho mẹ con tôi ở đây một lúc được không? Nào, thế Mun ở nhà có ngoan không? Mẹ Trang có đối xử tốt với con không? Tốt ạ. Mẹ Trang hay mua váy đẹp cho con này, rồi hay dạy con học nữa. Nói vậy là Mun không cần mẹ nữa đúng không? Không phải đâu, lúc nào con cũng nhớ đến mẹ hết mà. Thì bây giờ con phải ở với mẹ nhá. Không, con không ở với mẹ đâu. Ở với mẹ buồn lắm. Mẹ suốt ngày bận thôi, còn hay quên đón con nữa. Con không ở với mẹ đâu, mẹ chẳng thương con gì cả. Nào Mun, sao con lại nói như thế? Con có biết con nói vậy là mẹ buồn lắm không? Thôi nào, Mun. Mun đừng khóc, có mẹ đây rồi. Cô bỏ con tôi ra đi. Đây là con của tôi mà. Mun, về với mẹ nào. Không, con không ở với mẹ đâu. Con muốn ở cùng bố lên mẹ. Được rồi, Mun sẽ ở cùng với mẹ Trang và bố Trọng được không? Chị nghe thấy con bé nói gì rồi chứ? Chị đi về đi. Chị ở đây chỉ khiến con bé thêm sợ hãi mà thôi. Cô nên nhớ, không ai có thể chia rẽ được mẹ con tôi đâu. Thôi nhá, đừng buồn nữa. Để bây giờ mẹ đặt pizza cho con gái yêu của mẹ ăn nhá. Vâng ạ. Con ngồi tô chanh tiếp đi. Vâng. Chị đã xem qua bản báo cáo tháng này chưa ạ? Chị xem rồi. Kết quả vượt chỉ tiêu, tiến triển khá rất tốt.
Dạ vâng, cũng một phần là nhờ sản phẩm tốt đấy chị ạ. Các sản phẩm sâm tố nữ với lại sâm tăng lực thì nhận được phản hồi rất là tích cực từ phía người mua. Người ta không chỉ mua về để bồi bổ tăng cường sức khỏe, gìn giữ nhan sắc mà họ còn mua để biếu đối tác này, biếu người trong gia đình nữa chị ạ. Vậy à? Tốt quá. Cũng phải nói thật là trước khi bán sản phẩm này, chị đã phải thử làm chuột bạch rồi đấy. Bảo sơ dạo này da chị đẹp thế, tinh thần lại còn thoải mái phấn khởi nữa, không còn uất như mọi khi. Em xin lỗi. Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Chị ơi, hình như chị có khách đấy ạ. Dạ vâng, thế thôi, em xin phép. Tiền các em rồi. Dạ, lát bọn em vào học sau. Dạ chị ạ. Bất ngờ thật, hôm nay cô lại đến đây cơ đấy. Mời ngồi. Thôi, không cần. Mà chị cũng dùng sản phẩm này á? Không có chồng thì dùng làm gì? Tôi dùng vì bản thân tôi, chứ cần gì vì ai. Mà cô đến đây có chuyện gì? Nói nhanh đi. Tôi đến để chuyển lời của bé An, rằng bây giờ nó sẽ không cần chị nữa, nó chỉ cần tôi và bố nó, thế là đủ rồi. Vậy à? Là con bé nói hay là tự cô nói? Vì sợ, vì lợi dụng con bé để giữ chân bố nó. Đấy là chị nói đấy nhá. Tóm lại là bây giờ phiền chị bớt đến nhà tôi một chút. Yên tâm, tôi sẽ sớm đón con bé về thôi. Người cần bớt là cô đấy. Cái thứ cướp chồng như cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Vậy á? Tôi không cần biết kết cục như thế nào, nhưng bây giờ người cuối cùng mà con bé An trọng thì vẫn là tôi mà thôi. Thế nhá, bye. Không tiễn. Con thế nào rồi em? Đỡ sốt chưa? Vẫn sốt lắm anh ạ, chẳng đỡ được tí nào. Cứ cái tình trạng như này, kéo vợ chồng mình phải đưa con đi bệnh viện mất. Con, bố về rồi đây. Con nhớ mẹ. Em gọi điện cho Linh chưa? Em gọi cho chị ấy rất nhiều lần rồi, nhưng mà chị ấy bảo là bận chưa đến được. Lúc nãy cũng có gọi lại đấy, nhưng mà có thèm nghe máy đâu. Suốt ngày công việc, không hiểu cô ta còn là mẹ nữa không? Cứ như là mình của ta có việc hay sao? Anh cứ bình tĩnh đi xem nào. Nhỡ chị ấy bận thật thì sao? Ai mà chẳng có công việc. Mà chẳng có mẹ nào lại không thương con đâu. Anh ra mở cửa đi. Môn, con sao rồi? Mẹ đây, mẹ đến với con đây. Cô vẫn còn mặt mũi mà đến đây nữa cả. Cô xem cô có xứng đáng là mẹ nữa không? Suốt ngày công việc, con thì ốm. Anh không biết gì thì đừng có nói. Tôi có xứng hay không, tự lương tâm tôi biết. Có sao không? Con tưởng mẹ không cần con nữa chứ. Ai nói với con là mẹ không cần con? Mẹ đến thăm con rồi đây mà. Nhưng mà mẹ Trang nói
Mẹ không yêu con nữa, không cần con nữa. Moon. Thế mà tôi lại nghe có người nói là Moon không muốn gặp tôi nữa. Em có bảo cô đấy đâu. Sao lúc nào chị cũng kiếm chuyện với em thế? Lần nào tôi đến cô cũng nói là Moon đang ngủ, Moon đi với bố. Tôi gọi điện cho cô thì cô bảo cô không có ở nhà, Moon không muốn gặp tôi. Thế nên là hôm nay tôi mới phải đến đây thật muộn, chờ bố nó về xem, để hỏi xem có đúng như vậy không. Nhưng mà hình như sự thật hơi khác thì phải. Cha, sao em bảo Linh bận công việc cơ mà? Không phải vậy đâu, anh phải tin em chứ. Cô đừng nói dối nữa, con đốm như thế, cô còn đi công việc, việc này việc kia. Cô đi ra khỏi nhà đi, để cho Moon nghỉ ngơi. Bố đừng gọi mẹ đi, con muốn mẹ ở đây. Không sao, mẹ ở đây, mẹ sẽ ở đây. Mẹ ở đây với Moon mà. Người cần phải cút ra khỏi căn nhà này không phải là tôi, mà là hai người đấy. Gì? Chị nói cái gì? Chị đã xấu xí, vô dụng, lại còn đòi lên tiếng ở đây à? Cô làm cái gì đấy? Tôi xấu xí nên mới để cô cướp chồng từ lúc mới sinh con được 6 tháng. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ tôi thừa sức để trả lại cả gốc lẫn lãi cho hai người đấy. Còn anh, người chồng bội bạc, nhu nhược, chắc là anh chưa quên đâu nhỉ. Một nửa ngôi nhà này là của tôi đó. Anh ta vừa bị đuổi việc chiều nay, cô đã biết chưa? Không tiền, không công việc, thì hai người lấy gì để giành quyền nuôi con với tôi? Anh, sao anh không nói với em là anh đã mất việc? Chuyện như thế này nói làm sao được? Thôi, đủ rồi. Con tôi đang mệt, cần nghỉ ngơi. Nếu như hai người muốn cãi nhau thì mời ra ngoài. À, mà nhân tiện thì thu dọn đồ đạc luôn đi. Tiền nửa căn nhà đấy, không thiếu một xu. Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm thật đấy. Nhưng một khi đã đàn áp tôi thì tôi phải đứng lên. Còn bây giờ, xin mời.